tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết từ biên tập viên xuân anh vâng chị xuân anh ạ à, sáng nay đi làm thì có thể nói là một cái hành trình hơi gian nan khi mà tôi thấy là mưa lớn và cả gió cũng mạnh nữa còn chị như thế nào ạ à? Vâng, đúng là như vậy sáng nay thì mưa to quá, mưa to cả sáng luôn Nên là cái quá trình di chuyển ở ngoài đường thì cảm thấy rất là vất vả à, Và ghi nhận tại một số tuyến đường như là Lê Văn Lương, Tố Hữu Hà Đông Thì thậm chí là còn xảy ra ngập nữa như quý vị có thể theo dõi trên ảnh như thế này Mưa to dồn dập chỉ trong khoảng là 2 tiếng từ 7 đến 9 giờ sáng Và lượng mưa đo được ở các quận huyện là từ 37 cho đến 69mm và trên bản đồ dự báo mưa trong chiều ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có thể quan sát được là thủ đô Hà Nội tiếp tục là nằm trong vùng có mưa to ở khu vực Bắc Bộ là vùng màu xanh đậm này thì lượng mưa có thể sẽ lên đến khoảng là 50mm trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Và với lượng mưa như vậy thì cảnh báo ngập úng vẫn có thể sẽ tái diễn ở một số tuyến đường trũng thấp. Mưa nhiều và độ ẩm vào chiều nay sẽ luôn trên 90%, cộng với đó là gió đông bắc thổi khoảng là cấp 3, bởi vậy mà khi đi ngoài đường chúng ta sẽ cảm thấy hơi lạnh, mức nhiệt ở thủ đô khoảng là 24 độ vào chiều nay. Với thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mưa từ khoảng 10 giờ sáng nay và dự báo những cơn mưa rào có thể sẽ còn xảy ra ngắt quãng cho tới tận tối. Vào đầu giờ chiều nay thì mức nhiệt lên cao nhất là 32 độ, sau đó thì sẽ có xu hướng giảm dần, 22 giờ mức nhiệt 29 độ. Còn về cơn bão Kompasu, dự báo là khoảng đêm nay bão sẽ đi vào khu vực Biển Đông. Cơn bão này nhận định là sẽ di chuyển nhanh và hướng thẳng về phía đất liền miền trung của nước ta. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật về cơn bão này trong các bản tin tiếp theo. Quý vị hãy chú ý theo dõi. Vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào lúc này. Còn bây giờ xin mời tiếp tục các tin tức khác của chuyển động 24 giờ.